Xin kính chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Linh sẽ quay lại sơ bộ bộ khuôn 5 bộ. Những bộ khuôn trên bàn này thì các bạn lúc trước thì bên chúng tôi bán với giá là 2.500.000 đồng. Thì bộ khuôn này thì đã bán trong vòng dòng 4-5 năm nay rồi, với giá là mức trung bình là 2.500.000 đồng. Thì trong thời gian 2 tháng tới nữa thì bên cơ sở Nam Hùng cũng hỗ trợ với mức giá là 2.200.000 đồng, bớt cho tất cả các bạn là 300. Vì lúc này thì các bạn đang có cái công việc làm ăn nó rất là khó khăn, khi chúng ta phải ngưng lại tất cả mọi hoạt động để phòng dịch corona. Thì đây thì những bộ khuôn này Linh đã bán online, thì có thể gửi tặng về tận nơi cho tất cả các bạn. Thì ở đây thì Linh nhận ship ở trong miền Tây thì tầm 2 đến 4 ngày sẽ đến, còn ngoài miền Bắc, miền Trung thì từ 6 đến 8 ngày. Thì ở đây như các bạn thấy là khuôn này khuôn rất là lớn, làm được từ 1 mét rưỡi đến 2 mét. Và kế tiếp thì nó sẽ làm giảm dần 1 mét rưỡi, 1 mét và 80, 90, 1 mét 60, 70, 80 và 30, 40, 50. Thì đây là khuôn chân tam cấp, làm cho những cái chậu lớn. Đây là chân đôn chân 2 cấp, làm cho những cái chậu dừa. Và đây là khuôn chân 1 cấp thì làm cho những cái chậu nhỏ. Thì các bạn ba bộ chân này thì các bạn làm được với tất cả là hầu như là 5 cái bộ khuôn tăng đưa này. Khuôn quay miệng đây, thử ra nè. Và cái này thì chúng ta chỉ gắn vào như thế này, chúng ta dịch chuyển ra vào, chúng ta quay thôi ha, đơn giản thôi. Thì Linh sẽ khuyến mại bộ khuôn này 2 tháng, là đến tháng ngày 9 tháng 6 2020, là tới đó là chúng ta sẽ kết thúc cái bán với giá này, thì trở lại bán với giá cũ là 2.500.000. Thì trong thời gian này thì Linh sẽ bán với giá là 2.200.000 đồng, bao ship miễn phí vận chuyển tận nơi. Thì ở đây thì có những cốt quay, trục quay và đây là những cái hướng dẫn chi tiết kèm theo cho tất cả các bạn. Thì đây thì có những 9 bước để chúng ta quay một cái chậu thành phẩm, từ khi quay khuôn cát đến khi chúng ta quay những khuôn tròn cơ bản, và chúng ta làm bóng như thế nào, và cách làm miệng chậu, và ở phía bên dưới đây là cái cách sơn chậu, và cách tỷ lệ pha keo màu như thế nào, và cái cung cấp keo màu thì bên cơ sở Linh đã cung cấp luôn. Thì các bạn có giá cả như vậy hết thì các bạn cứ coi bên đây, chúng ta sẽ hiểu và chúng ta làm. Đối với những bạn nào mà coi vào và làm không được thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với Linh. Linh là người trực tiếp hướng dẫn về kỹ thuật cung chậu quay cho các bạn, tất cả các bạn. Thì một lần nữa cũng chúc các bạn nhiều sức khỏe khi mà các bạn mua bộ khuôn này về thì làm ăn phát tài phát đạt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.